Đây là con xe Ford Everest này các bạn nhé. Đây, tôi đang quay cho các bạn xem này. Xe Ford Everest đời 2010, mà bây giờ tôi sẽ hạ số con xe này để cho các bạn quan sát. Có gì thì tí nữa khi hạ số xong tôi sẽ quay hộp số và sẽ giới thiệu cho các bạn thế nào là bộ ly hợp kép của bánh đà và hệ thống giảm giật của nó. Chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đang ở trong gầm con xe Ford Everest đời 2010. Vâng, tuần này tôi sẽ hạo số con này và xem nó bị sao khi chủ xe đến đây và là nó bị khi nhậm côn và khẽ nó kêu rất là ác. Kêu sợ luôn các bạn ạ. Và trước khi hạ số này thì tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn. Đây là ống bô giảm thanh. Đây là cái bầu lọc khí thải Euro nha các bạn nha. Đấy. Khi mà chúng ta có những cái video trước ấy, tôi hướng dẫn là chúng ta là xả nước vào ống xả để xử lý cái khí thải. Mà nhiều người thắc mắc là tại sao không sợ nó vào lên máy, không sợ vào máy à? Nhưng tôi xin giới thiệu các bạn là sẽ không bao giờ vào được. Đây, thống ống xả nó rất là dài luôn, giao tiếp đằng sau kia. Đấy, qua ống xả. Đây là bầu giảm thanh nhé các bạn nhé, bầu bô giảm thanh này. Đấy. Đây là cái bầu lọc khí thải Euro nhé các bạn nhé. Nó là trong này nó có than hoạt tính này. Đấy, mình gọi hay gọi với nhau là nó là tảng ong ấy. Đây nó ngoằn nghèo, rất là ngoằn nghèo này. Đấy, bên đây nó qua một gỗ lên rất là cao lên. Đấy. Rất cao lên mới lên được đến máy. Đây cái đầu tua vít kia là cái đầu cuối và qua cái đầu cuối đấy nó mới lên được cái máy, mà khi chúng ta bơm nước vào thì không bao giờ chúng ta sợ lên được đến máy các bạn nhé. Bao giờ máy nó cũng làm cao hơn ở cái bộ phận ống xả này. Đấy, các bạn có thể nhìn rõ đây. Đấy. Còn hôm nay tôi sẽ hạ cái hộp số này, tôi đang nghi là nó chết bộ ly hợp bánh đà ở trong cái hộp số này. Bánh đà nó là bánh đà kép, nó cũng cái này là nó tôi nghĩ là thời gian sử dụng nó dài rồi, từ năm 2010 đến giờ thì nó sẽ hỏng bộ ly hợp. Và bây giờ tôi sẽ hạ hộp số này xuống và kiểm tra bộ ly hợp của xe này. Đấy, trước khi ấy thì tôi cũng giới thiệu qua các bạn là hệ thống ống xả của nó như thế nào. Về nguyên lý thì các ống xả nó đều thiết kế như nhau, bao giờ cũng nằm thấp hơn máy rất là nhiều các bạn nhé, làm thấp hơn vị trí đặt máy. Hôm nay chúng ta làm cái kệ, làm cái xử lý khí thải bằng nước kia kìa mà tôi đã hướng dẫn đấy, thì chúng ta không sợ nước vào ống xả các bạn nhé. Còn nhiều cái động cơ xăng ấy, máy xăng thì nó cái bộ nó cũng nằm ở đằng trước, nó cũng nằm ở đằng trước cái ống xả, nằm trước cái bô giảm thanh. Đấy. Thường thường là cái này ở tàng ong của máy lọc xăng, máy xăng ấy thì nó sạch, mà khi mà để lâu thì nó cũng sẽ bít, và mà nếu mà bít nặng quá chúng ta cũng phải là tháo này ra này, tháo cái bầu ra chúng phải đổ đi, bỏ cái bộ lọc khí thải trong này ra. Đấy. Thì nó tắc lâu quá nó sẽ tắc ở đơn máy, chúng ta đạp ga nó sẽ không bị thoát được. Đây, đây là hệ thống bô giảm thanh, trong này rất là nhiều muội luôn. Sau khi hạ số cứ làm xong đâu đấy tôi sẽ cũng làm xử lý khí thải cho con này bằng cách là sụp ống xả các bạn nhé, làm theo những cái video trước để cho các bạn có thể quan sát và có thể nhận biết được. Mà đây là tôi sẽ làm trực tiếp ở trong gầm xe, tôi chỉ cho các bạn xem hệ thống của nó, hệ thống ống xả của nó thiết kế như thế nào. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây là bộ bán ép lá côn của xe Ford Everest đời 2010. Thì chúng tôi vừa hạ số xong, các bạn nhìn thấy này, toàn bộ bàn ép đây, lá côn. Đây là bộ bàn ép lá côn ly hợp các bạn nhé. Ở đây là tôi sẽ tháo bàn ép lá côn ra kiểm tra xem nó nguyên nhân nó vì sao mà nó kêu đến mức độ thế. Vâng, xin mời quý vị các bạn chú ý xem. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây chúng ta nhìn thấy cái bánh đà ly hợp kép của con Ford Everest đời 2010. Con này bị xoay chết ly hợp rồi nha các bạn nha. Đây này.
Ly hợp chống giật giật này nó chết này, nó mài hết vào đầu ốc rồi. Đây chúng ta nhìn này, đầu ốc sáng hết lên này. À, con nào này nó mài hết vào rồi nhá. Cái bàn ép này hỏng rồi các bạn nhá. Giá trị của bàn ép này nói chung là tương đối là mặn đấy các bạn, trên 10 triệu ấy. Chủ xe đang xót ruột, đang mặt đang nhăn hết cả vào kìa. Đấy các bạn nhìn thấy này, này. Cái độ dơ này không được phép nhá. À, cái này chết rồi này. Các bạn có thể nhìn này, nhìn tay tôi này. Rồi. À. Đấy, các bạn có thể nghe tiếng à. Kêu rất là ác luôn các bạn, không thể tưởng tượng được đâu. Con xe này. Đấy. À, đi canh đâu. Nó còn có tiếng này luôn này. Đấy. Nó dơ quá, giờ nó chết cả bia tạm giật này. Như cái con ốc này nó mài vào cho những con ốc bàn ép này, chết rồi. Dơ quá mài vào hết mũ ốc này. Đấy các bạn có thể nhìn thấy này, có thật rõ này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn rõ rồi đúng không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta ra xem cái lá côn và cái bt nó như nào các bạn nhé. Vâng, đây là bt. Bi này chết rồi này, chết rồi. Đây các bạn xem, bi là chết rồi. Đây là bản ép. Bản ép con này vẫn được, lá côn vẫn dùng lại được các bạn nhé. Bây giờ cái quan trọng nhất là chúng ta thay cái bánh đà. Đây, con xe nó như thế này đây các bạn. Đây, Ford Everest. Rồi 2010. Các bạn nhớ theo dõi video của con xe này và đến lúc nào xong chúng tôi sẽ xử lý cả cái bầu lọc khí thải ống bô đấy cho các bạn xem, cái hướng dẫn cái dòng xe con 7 chỗ máy dầu như thế nào, chúng ta xử lý như thế nào, tôi sẽ hướng dẫn chi tiết. Mong các bạn để ý video và ủng hộ chúng tôi trong kênh chúng tôi sớm phát triển các bạn nhé.